Thưa quý vị, lần đầu tiên tập đoàn tư nhân đa ngành có giá trị vốn hóa lớn nhất Việt Nam đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các thương hiệu nội địa được yêu thích nhất. Theo kết quả cuộc khảo sát người tiêu dùng, top 1.000 thương hiệu hàng đầu châu Á của Campaign Asia Pacific và Nenzen IQ. Theo dữ liệu từ dịch vụ đánh giá kết quả tìm kiếm Google Trends, lượng quan tâm về VinFast đã tăng vọt vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 khi hãng xe này mở bán mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh hình ảnh đại diện của Việt Nam trên tòa cầu, việc Vingroup vươn lên thành thương hiệu nội địa được yêu thích nhất cũng xuất phát từ những đóng góp của tập đoàn này cho xã hội trong suốt thời gian đại dịch. Cũng theo cuộc khảo sát của Campaign Asia Pacific và Nansen IQ, trong đại dịch COVID-19 đã có những doanh nghiệp Việt tìm được cách thích ứng để vừa vươn lên trong các hoạt động kinh doanh, vừa triển khai những đóng góp vì cộng đồng trong điều kiện mới. Vingroup đã trở thành người dẫn đầu cho xu hướng đó.